Bộ sưu tập của mình rất là nhiều, có thể đếm không thể được hơn cả 100 mẫu, 100 chiếc có, nếu mà mình đếm thì không đếm xuể đâu. Chào Hebe. Hi Hebe, mình tên là Diane, mình là khách hàng của Hebe và đây là con gái mình Adriana. Mình biết đến Hebe qua Facebook, xong mình cũng nhắn hỏi để mua vòng, tại vì mình thấy vòng rất là xinh và đẹp để trải nghiệm thử. Vòng rất là đặc biệt và đẹp, đá rất là tự nhiên. Lúc đầu mình cũng không có tin về phong thủy lắm thì mình cũng đeo thử, xong rồi mình cảm thấy là vòng hỗ trợ rất là nhiều, giống như là tài lộc, may mắn và nhất là sức khỏe, thì mình rất là cần sức khỏe. Những cái mẫu vòng này là mình rất là ưng ý, rất là đẹp đó, đều có cham vàng này nọ, rất là dễ thương, mẫu mã đều đẹp, nhưng mà mình ưng ý nhất là những dòng amber với lại u linh super seven, rất là tốt, hỗ trợ cho sức khỏe rất là tốt luôn, và rất là nhiều may mắn nữa. Tối mình ngủ mình vẫn đeo amber với lại u linh, mình ngủ giấc ngủ của mình rất là tốt, mình không có bị mà giật mình hay là khó ngủ hay là phải thức giấc nửa đêm này nọ. Thường đi làm thì mình hay đeo chiếc tỳ hưu Kainet này rất là may mắn, còn những lúc mà mình cần cho sức khỏe thì mình đeo amber. Mỗi cái viên đá nó có hỗ trợ nó khác nhau. Mình xin khoe với mọi người đây là một số vòng sưu tầm của mình, và đây là những cái mình có một số ở trong tập này nữa, nhưng mà không thể nào đếm xẻ được hết, rất là nhiều. Và trên này là những cái vật nhẫn là ruby đá quý rất là đẹp, rất là sáng. Những sưu tầm của con gái mình, con gái mình đeo rất là thích. Is it your favorite? This is my favorite bracelet. You like it? Yeah. Chiếc vòng amber là chiếc vòng đầu tiên mình mua khi mà mình có bé thứ hai á, chưa được một tuổi á, sức khỏe mình bị yếu, mình đi làm thì mình phải chiếc khe ré nữa, cho nên thì sức khỏe mình nó bị tụt, thì tay chân mình bị cong lại, mình không thể nào mở ra được. Mình vô bệnh viện thì mình có đeo vòng amber này, giúp hỗ trợ mình rất là nhiều. Thường người ta ở trong bệnh viện tới 5-6 ngàn một tuần mới về, thì mình đeo vòng vô á, thì chỉ có 1-2 ngày là mình đã đi về, mà sau đó về thì cảm thấy sức khỏe mình cải thiện hoàn toàn, cảm nhẹ cũng vậy. Mình cứ đeo vòng amber vô là mình sẽ khỏe lại liền.